của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay trong câu chuyện văn học, Dương Thảo sung sướng được hầu chuyện quý vị với sự cộng tác thường lệ của Mr. Nguyễn Doanh. Xin mời chú Doanh gửi lời chào khán giả. Vâng, Nguyễn Doanh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tầng 57.6 ở Orange County và 16.8 ở trên San Jose và trong hệ thống worldwide trên toàn thế giới. Và anh Dương Đại Hải và Nguyễn Doanh rất là vui hàng tuần được đến với quý vị trong chương trình câu chuyện văn học cuối tuần đó, để chúng ta thư giãn cái tâm hồn chúng ta, tại trong cái cuộc sống chúng ta cần những cái thoải mái. Kính thưa quý vị, thì hôm nay anh Dương Đại Hải và Nguyễn Doanh sẽ gửi đến quý vị nhà thơ Nguyễn Bính, thưa anh. Dạ. Cảm ơn chú và kính thưa quý vị, là người Việt Nam của chúng ta sống từ cái thời đệ nhị thế chiến trở lại về đây, tuổi trung bình 80-90, không ai là không biết đến danh từ Nguyễn Bính. Có thể nói ông là một La Mặc Tin của Việt Nam, ông là một loại Alfred Miché của Việt Nam. Đó là một nhà thơ phong trào lãng mạn, thơ tình tuyệt vời của đất nước Việt Nam mình trước thời Cộng sản. Bởi vì sau thời Cộng sản này thì những nhà thơ mà có tâm hồn như Xuân Diệu, như là Nguyễn Bính đã trở thành khô khan, cằn cỗi. Họ mất đi cái tính nhân bản như anh em chúng tôi thường nói. Dù sao đi nữa chúng ta cũng vẫn muốn ôn cố tri tân, sống lại cái thuở thanh niên thiếu thời đã từng lần hẹn hò và đã từng biết rung động về tình yêu với giai bóng hình ảnh của một giai nhân. Cho nên anh em chúng tôi hôm nay rất phải nói thẳng, rất sung sướng và tâm đắc được hầu chuyện quý vị về nhà thơ Nguyễn Bính, thưa chú. Dạ vâng, anh vừa nhắc đấy, cái những kỷ niệm ngày xưa, chúng ta hay vẫn thường nói là cái thuở ban đầu lưu luyến đấy, vâng, nó dân gian và nó tình tứ lắm thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Đại Hải. Và Nguyễn Anh cũng thưa chuyện cùng quý vị là ông Nguyễn Bính là một trong những cái nhà thơ tiêu biểu trong phong trào thơ mới năm 1932 đến năm 1945. Lời thơ của ông rất là mộc mạc, giản dị, mang đậm nét quê hương Việt Nam. Thơ của ông như tiếng đàn bầu du dương ra diết cất lên những giai điệu dân tộc. Với những ưu điểm đó, nhà thơ Nguyễn Bính có sức sống vô cùng bền lâu trong lòng công chúng. Và kính thưa quý vị, cái tiểu sử của ông của nhà thơ Nguyễn Bính á, thì Nguyễn Doanh sẽ phớt lược qua, và chút xíu nữa anh Dương Đại Hải sẽ bổ túc cho Nguyễn Doanh nó đầy đủ chi tiết hơn. Thì theo Nguyễn Doanh được biết thì ông sinh năm 1918 và mất năm 1966, tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh ra tại Vũ Bản, tỉnh Nam Định, nơi đây mang nét đặc trưng của làng quê miền Bắc xưa như là hát giao duyên, rồi hát giao duyên về đêm với những giọng ca tài tử, rồi hát chèo vân vân. Thì Nguyễn Doanh cũng xin đây bật mí quý vị á, cái làng quê Nam Định thì thực sự Nguyễn Doanh cũng chưa có về, nhưng mà mẹ em ấy, thưa anh, vâng, cụ lại ở Nam Định. Xong rồi cụ đi lên Hà Nội, cụ học là quê ngoại của Doanh là ở Nam Định. Nam Định đó, và lên thì gặp trai Hà Nội là bố em, hai người lấy nhau. Vâng. Và cái tỉnh Nam Định ấy, thì theo em, mẹ em lúc còn sống ấy, nói cho em biết đây là một cái tỉnh rất là thơ văn. Dạ, thưa anh. Kính thưa chú và kính thưa quý vị, vậy là anh em chúng tôi lại có một cái duyên nữa, vì quê ngoại của tôi cũng ở Nam Định. Vâng. Quê ngoại của tôi ở Cầu Sắt, Nam Định. Ai ở Nam Định đều biết Cầu Sắt. Ai ở Nam Định đều biết nhà máy sợi lớn nhất miền Bắc. Đúng rồi, nhà máy. Ai ở Nam Định là những người đi học trường Tây đều biết trường La Cốc Đè. Thế thì mẹ tôi đã từng học ở La Cốc Đè, cho nên rằng là có nhiều kỷ niệm. Và trong đó chúng tôi lại có được cái sung sướng nhất là cái mối tình đầu của mẹ tôi. Có lẽ giống như ở bên của chú Doanh thì gặp nhau ở trên Hà Nội. Nhưng mà bố tôi thì lại là người Hà Nam. Thì Hà Nam với Hà Nội, Phủ Lý nó cách nhau có cái cầu sắt, là qua bên kia là Nam Định. Cho nên nói đến Nam Định, Dương Hải có rất nhiều kỷ niệm. Và chú Doanh nói rất đúng, Nam Định nó cái đất nó trù phú và cái đất nó có vẻ nên thơ giống như Hà Nam. Dạ vâng. Cái ông Nguyễn Bính của chúng ta, ông là một nhà thơ lãng mạn, ông là một con người tâm hồn rất là nhạy cảm. Cho nên nói về Nguyễn Bính, chúng ta nói là hai phương diện, tình yêu và quê hương. Đúng rồi, dạ, hoàn toàn đúng. Chúng ta nhớ những cái bài thơ nói về tình yêu thì quá nhiều cái thuở ban đầu lưu luyến đấy, có phải không? Dạ vâng. Không có cái gì đẹp cho bằng cái mối tình đầu. Dù nó lãng mạn, dù nó hồn nhiên, dù nó trẻ con, dù nó
bồng bột, nhưng mà đấy tất cả những cái chân thật nhất của một người con trai mới lớn và một người con gái mới vào yêu. Cho nên nói đến Nguyễn Bính là một nhà thơ tình yêu chúng ta không lạ lùng gì. Địa linh thì sinh nhân kiệt, với cái đất Hà Nam, đất Nam Định, vì ông đã từng sống ở Hà Nam cho nên ông hành hưởng với một Nguyễn Khuyến với những là ao thu lạnh lẽo nước trong veo đấy. Cho nên đối với những con người tâm hồn như thế thì chúng ta không lạ gì với một con người Nguyễn Bính. Thưa chú, có cái gì đặc biệt về thơ Nguyễn Bính của nhà của người nói về tình quê? Dạ, kính thưa quý vị và thưa với anh, là ông sáng tác rất sớm đó, kính thưa quý vị, với cái tập thơ Tâm Hồn Tôi. Ông đã được cái giải thưởng của Tự Lực Văn Đoàn thôi. Đó là một cái nét son trong cái làng, trong những cái vần thơ của ông á. Và Nguyễn Bính được nhận xét là ông rất đào hoa và lãng mạn, nhưng trong thi ca ông vô cùng chân quý. Ông này bay bướm lắm anh. Ba bốn vợ. Đúng như thế. Và người có ấn tượng lớn với Nguyễn Bính là như anh Dương Đại Hải vừa mới nhắc là ông Nguyễn Khuyến, nhưng bây giờ Nguyên Doanh với cái sau này Nguyên Doanh nghiên cứu thì anh thấy là ông có ấn tượng lớn với thi hào Nguyễn Du. Vâng. Cho nên trong thi văn của ông phảng phất âm hưởng của truyện Kiều. Vâng. Đó. Và cái tác phẩm nổi bật của Nguyễn Bính là Tâm Hồn Tôi năm 1940, Hương Cố Nhân năm 1941, Mây Tan trong năm 1942 và Bóng Giai Nhân 1942, Tình Nghĩa Đôi Ta năm 1960. Và cái bài thơ mà nó nổi tiếng nhất mà chắc phải để cho anh Dương Đại Hải thi diễn cái thơ của ông là bài Lỡ Bước Sang Ngang. Dạ thưa anh. Dạ vâng, đây ông Doanh, ông ấy thương tôi, ông ấy nhường tôi làm cái công tác này. Không anh, tại vì cái giọng ông anh trầm này. Thì tôi xin hầu chuyện quý vị. Lỡ bước sang ngang, em ơi em ở lại nhà, vườn dâu em đón, mẹ già em thương. Mẹ già một nắng hai sương, chỉ đi một bước trăm đường xót xa. Cậy em ở lại nhà, vườn dâu em đón, mẹ già em thương. Hôm nay sắc pháo đầy đường, ngày mai khói pháo còn vương khắp làng. Quý vị thấy cái câu nó dễ thương. Hôm nay thì sắc pháo đầy đường, mà tại sao lại nói ngày mai thì khói pháo? Theo ý chú thì như thế nào? Tại vì ngày mai đó chỉ còn có xác pháo thôi. Vâng, và cái khói pháo nó tan dần, nó quyện ở trong không gian đó thưa. Hay quá. Quý vị thấy ông này, ông tâm hồn của ông nhạy cảm như thế. Dương Đại thì mới nghĩ rằng là nó xác pháo là vì nó còn đốt, nó tan tành, nó xé, còn cái khói tự nhiên là cái khói nó phụt bay. Nhưng ông này thì tâm hồn ông giống Nguyễn Bính. Ông nhạy cảm, ông cho rằng sau cái xác pháo nó chỉ còn lại một chút gì khói pháo làm cay mắt lòng người. Bởi vì trên người con gái nào khi ra đi, trong lòng đều vương vấn. Bởi vì người con gái Việt Nam, thưa với quý vị, cái chữ hiếu là quan trọng nhất. Chẳng thế mà ngay trong ca dao, chắc chú Doanh còn nhớ những câu như là cái gì nhỉ? Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Đấy, quý vị thấy không? Thành thử ra, rồi có lúc thì bảo chiều chiều ra đứng cổng sau, ngó nhìn quê mẹ, lúc thì trông nhìn quê mẹ ruột đau chín chiều. Tại sao lại có cái tình trạng mà nhìn về quê mẹ mà ruột đau chín chiều thưa chú? Tại vì thưa với anh, theo cái hiểu biết của em á, cái tình mẫu tử nó là một cái tình rất là tuyệt vời mà Thượng Đế ban cho. Vâng. Từ lúc còn tấm bé, cái bầu sữa của mẹ đó, mình đã ngậm, mình đã bú đó, và những cái câu hò, câu ru của mẹ ru mình vào những cái giấc ngủ đó. Cho nên tất cả những cái kỷ niệm, không riêng gì con gái mà con trai cũng vậy. Vâng. Như em chẳng hạn, bây giờ bà cụ em mất rồi, nhưng khi nào mà nghĩ tới bà cụ vẫn bùi ngùi, vẫn rất thương cụ. Vâng. Đó là những cái nhân bản của người Việt Nam ở chỗ đó đó thưa anh. Vâng. Đó thưa anh. Thưa chú và kính thưa quý vị, chính xác những cái điều chú Doanh vừa nói. Dương Đại cũng thế, đến cái tuổi gần trăm tuổi rồi mà rốt cục chúng tôi vẫn có một cái tâm hồn hãnh diện về mẹ. Tôi đi đến đâu tôi cũng thấy tâm hồn của mẹ tôi lởn vởn trong tâm hồn tôi, trong con người tôi. Từ cái nhìn cho đến cái nụ cười, tôi đều hình dung ra hình ảnh người mẹ hiền, làm cho lòng mình xót xa. Cho nên chú Doanh nói, chúng ta là những người cha hay là gái đã từng ôm bầu sữa mẹ, lớn lên trong cái không gian của quê nhà và trong cái tình yêu mẫu tử tuyệt vời đó. Bởi vậy cho nên Nguyễn Bính, chúng ta phải nói thật một câu, văn chương thi tứ của ông ta nó gần với lại các cái ca dao tục ngữ. Vâng, đúng rồi. Nó giống như là văn chương của giới bình dân mà chúng ta gọi là văn truyền khẩu hay là bất thành văn. Chúng ta tiếp tục với cái bài thơ Ngày Mai Khói Pháo Còn Vương Khắp Làng.
Chuyến này chị bước sang ngang là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây. Tại sao lại có cái màn là tan giấc mộng vàng à chú? Là theo ý chú nghĩ thì như thế nào? Tại vì theo anh á thì anh nói là ông nói là tan tan giấc mộng vàng. Tan giấc mộng vàng là tại vì kính thưa quý vị, theo cái sự hiểu biết của kinh doanh đó, thì kính thưa quý vị, khi mà con gái lớn lên á, con gái 12 bế nước trong nhà đục chịu. Vâng. Cho nên ông này ông đi sát với cái dân gian, ông mới làm ra như vậy. Ông biết là ông đặt trường hợp ông là một người phụ nữ, ông phải mang một cái tâm tư như vậy. Đó, thì không biết trong tương lai cuộc sống của mình như thế nào. Hay. Đó, dạ. Kính thưa quý vị, điều mà chú Danh nói nó cũng giống ảnh hưởng đến Dương Đại Hải. Người ta thường nói rằng con gái 12 bế nước trong nhờ đục chịu. Dạ. Còn Dương Đại Hải đây đàn ông con trai nhưng cũng là 14 bế nước trong nhờ đục lóng phèn. Dạ. Đây là những người mà già ngày xưa mày nói như thế. Cho nên là cái giấc mộng vàng người con gái ngày xưa nó tội lắm chú ạ. Vâng. Bởi vì xã hội mình ngày xưa theo đường lối của Khổng Mạnh. Dạ đúng rồi. Mà thật thà mà nói, tôi nói là không phải tôi phê bình về Khổng Mạnh. Cái triết lý của Khổng Tử chính là nam nữ không có bình quyền mà là coi thường con gái. Yeah. Quý vị thiết chùa bé không? Tam tòng, tại gia thì tòng phụ, xuất giá thì tòng phu. Mà lỡ phu tử thì tòng tử, có cái màn phu tử mà tòng tử. Thời buổi này con gái đàn bà 28, 30 tuổi chồng chết mà bắt thờ, làm sao người ta chịu nổi. Cho nên cái lối văn chương ngày xưa chúng ta, cái xã hội nho giáo nó đẹp, nhưng mà nó lại bất công đối với người con gái. Cho nên người ta nhà quê có lắm ông già bà cả, nói thật câu này tôi phê bình các cụ đấy nhé, lắm người có quan niệm rằng là con gái sinh ngoại tộc. Có nghĩa là khi mà đã gả chồng cho nó rồi là mất. Khi nó về nhà chồng nó muốn hành hạ gì con gái vẫn không dám về lòng mẹ, mà chỉ có là buổi chiều ra đến ngõ sau trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Quý vị nhà quê nhà nào cũng có cái ao. Dạ. Thế là thương mẹ quá không biết làm sao, buổi chiều lúc nấu cơm xong cái lén ra đằng sau ở cầu ao nhìn về quê mẹ mà lòng giàu dĩ. Đấy là một cái đau khổ của con gái vì đã lấy chồng là mất rồi. Dạ. Vì bảo rằng là có chồng thì phải gánh giang sơn nhà chồng. Dạ, vâng. Bởi vậy cho nên cái hình nhà nghiệp con gái rất tội nghiệp. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút, gửi quý vị một vài cơ sở thương mại đặc biệt là bác sĩ Trọng Võ. Xin cảm ơn quý vị.